Ông à, hiện tại tôi đang nắm giữ con cóc. Tôi đang nắm giữ con trai tôi. Tôi là kẻ bắt cóc đang nắm giữ con trai của ông. Tóm lại ấy, là bây giờ ông cần bao nhiêu? Tóm lại là bây giờ ông cần bao nhiêu để ông thả tội? Ông cần bao nhiêu để con trai ông thả tội? Ông cần bao nhiêu thì bao tội? Tôi cần bao nhiêu thì thả ông? Không, nhầm. Tóm lại là bây giờ như này nhá. Ông đưa tôi 800 triệu để tôi lên kiệu. Ông đưa tiền tôi để con trai ông thả. Tôi đưa tiền ông để ông thả con. Tôi đưa ông tiền để ông thả con trai. Nhầm. 800 triệu để con trai ông thả. Tôi thả con trai ông. Đúng rồi. Được. Bây giờ nhá, tôi sẽ mở video call lên để ông gặp con trai của tôi. Để tôi gặp con trai. Để tôi và con trai tôi. Tôi và con trai ông gặp ông ấy là ông ấy. Ông gặp con trai tôi. Gặp con trai ông. Ừ đúng rồi. Ông gặp con trai ông nhá. Rồi. Đây. Đấy nào. 1 2 3 cười cái. À quên nhầm, mày đang bị bịt đấy. Đấy nhá. Nào. Được rồi, thế nhá, tôi cúp máy đây. Nói chung là ông phải đưa tiền cho tôi thì tôi mới thật. Tôi mới thả con trai ông nhá. Mẹ, hồi hộp thật đấy. Lần đầu tiên thì bắt cóc con thì người ta là thế. Thôi được rồi. Nói chung là mày ngồi yên đấy, chịu khó nhá. Hơi nhịu tí, nhưng không sao, được chưa? Đấy, nói chung là bây giờ mày ngoan ngoãn ở đây đợi bố mày mang tiền đến để mà chuộc mày về nhá. Ngồi ngoan đấy. Anh Hải ơi, anh có trong này không? Anh là ai? Tại sao lại ở trong nhà tôi? Ủa? Này, Dương, đi ra ngoài nhanh lên. Nhưng mà anh ta là ai? Sao anh lại nhốt anh ta ở đây? Nói chung là đây là chuyện của anh, mày không cần phải quan tâm. Đi ra ngoài với em. Đi đi, nhanh. Anh Hải, sao anh lại cho anh ta nhốt trong nhà mình? Này, anh có làm chuyện gì phạm pháp không đấy? Mày cứ ăn nói linh ta linh tinh. Anh chả làm gì phạm pháp cả. Thằng ấy là... Nó là con nợ của anh. Cái gì? Con nợ á? Anh làm gì có tiền mà cho người ta nợ? Ồ hay. Thế bây giờ có phải là cứ vì mỗi tiền là nợ đâu. Bây giờ nó là nó nợ tình cảm của anh đấy. Nợ tình cảm á? Chẳng lẽ anh Hải bê... Này, bỏ ngay suy nghĩ đi nhá, linh ta linh tinh. Nói chung là chuyện của anh mày đừng quan tâm làm gì cả. Anh tự biết cách xử lý. Thì chuyện của anh thì em sẽ không xem vào. Nhưng mà anh cũng không thể cho anh ta ngồi trên ghế như thế được. Anh chỉ dọa nó một tí thôi, đi tí anh thả nó ra ngay. Nhớ đấy, kệ anh đừng có quan tâm. Tới giờ ăn cơm rồi. Để tôi bỏ bịt miệng cho anh nhá. Cô cởi chó đi, tôi tự ăn được. Không được, anh trai tôi á, không cho phép tôi cởi chó cho anh đâu. Để tôi đút cho anh ăn. Này, cô là em gái của anh ta. Cô có biết hành động của anh ta là phạm pháp không? Gì chứ, anh trai tôi ý, bảo anh là nợ tiền anh ấy, nên chỉ cho anh vào đây để dọa anh thôi. Làm gì mà phạm pháp chứ. Cô bị làm sao đấy? Cô bị anh trai mình lừa rồi. Anh ta bắt cóc tôi mà tống tiền bố tôi đấy. Anh nói anh trai tôi bắt cóc tống tiền anh. Chuyện buồn cười như thế mà anh nghĩ ra để bịa được. Này, anh trai tôi không bao giờ có cái gan để làm những cái trò đấy đâu. Tôi nói thật mà. Thế bây giờ anh có chịu ăn không? Thôi anh ăn đi, ăn nhanh lên, tôi còn nhiều việc lắm. Cho anh ăn xong tôi còn phải cho lợn ăn nữa. À, nhưng mà bây giờ tôi buồn đi vệ sinh quá, không thể ăn được. Tôi không thể giúp anh được đâu. Bây giờ cô giúp tôi cởi chó ra đi, để tôi đi vệ sinh. Không được, không giúp được. Nếu mà không được ấy, thì cô chỉ còn cách là cởi quần ra giúp tôi, sau đó tôi... Thôi được rồi, tôi cởi chó cho anh là được gì. Này, nhưng mà anh phải hứa là anh không được chạy trốn thôi nhá. Tôi chạy làm cái gì? Chẳng phải anh trai cô vừa nói với cô hay sao? Là anh ta chỉ dọa tôi thôi.
thì tí đằng nào anh ta chẳng nên thả tôi ra, đúng không? Ờ, anh nói nghe cũng có lý ấy. Ừ. Nếu không được trốn rồi mày. Đi nhanh lên. Ơ, ơ này, anh bảo không được trốn cơ mà. Anh Hải, đừng đánh nữa. Dừng lại, đừng đánh nữa. Mày trốn à? Anh Hải, mày trốn à? Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Xanh ra đi. Tôi không cần cô phải giả ngân giả nghĩa. Này, chuyện lúc nãy anh nói với tôi ấy, là anh trai tôi bắt cóc anh để tống tiền là thật à? Chẳng phải là cô với anh trai cô có mâu thuẫn với nhau hay sao? Nếu sự thật đúng như anh nói thì tôi có thể lén thả anh đi. Ừ. Cô nói sao? Anh trai tôi nói với tôi là anh nợ tiền anh ấy nên mới cho anh lại để dọa anh. Tôi cũng không biết là anh ấy đang làm cái gì nữa. Nhưng nếu mà anh ấy làm sai thì tôi không bao giờ tiếp tay cho những việc sai trái của anh ấy đâu. Được, tôi sẽ giúp anh bỏ trốn. Alo, alo. Ừ, anh bảo này, anh làm đúng như những gì mà em dặn cho anh rồi đấy. Chắc là bố thằng Toàn nó sẽ chuyển tiền cho mình thôi đúng không? Anh không để lộ tôi ra ngoài chứ? Đấy, không, tất nhiên là không rồi. Đến con bé Dương anh còn không cho nó biết cơ mà. Em yên tâm đi, chắc chắn là anh sẽ không để cho ai biết em là người đứng sau chuyện này đâu, nhá. Vậy thì tốt, ở công ty tôi sẽ lưu ý hành động của mọi người. Có gì tôi báo lại sau nhá. Ok, ok, cảm ơn em, yêu em nhiều. Này, anh Hải. Cái thằng mà tao cho nó trong nhà kho rồi. Em thả anh ta đi rồi ạ. Mày thả nó rồi á? Anh Hải, em... Mày biết là chỉ một chút nữa thôi là bố nó chuyển tiền chuộc của nó. Tiền của tao bây giờ rơi là rơi. Được rồi, nếu nó về nhà thì kiểu gì nó sẽ gọi công an để bắt mình. Được, mình phải trốn, mình phải trốn. Anh Hải, này, anh định đi đâu vậy? Tao phải đi trốn làm gì nữa? Không được, anh đừng trốn. Anh hãy đi đầu thú đi, anh mà trốn bị bắt được tội sẽ nặng hơn đấy. Bố Dương, tao nói cho mày biết, lần này nếu tao mà bị bắt vào tù ấy, mày đừng hoang yên với tao. Anh Hải khoan đã. Chính là anh ta, bắt anh ta lại. Cô không sao chứ? Tôi không sao, tôi xin lỗi. Tôi không ngờ là anh trai tôi lại gây ra chuyện như vậy. Không sao đâu, cô có làm gì sai với tôi đâu mà phải xin lỗi. Nhưng mà anh tôi... Không sao đâu, việc mà anh cô làm ấy thì đã sai rồi. Thì anh cô phải là người chịu trách nhiệm cơ mà, cô không liên quan gì cả. Em Hải đâu nhá? Em Hải ơi! Đây nhà Hải à? Con Hải ra đây. Con người là ai? Sao lại tìm anh tôi? Thì ra nó nói là anh nhà mày à? À được. À, anh mày nợ tiền bọn tao. Tốt nhất là gọi ra đây, đừng để bọn tao nói nhiều nhá. Cái gì cơ? Anh tôi nợ tiền các người á? Đúng. Cả gốc lẫn lãi 200 triệu. Tốt nhất là hôm nay giả đi, hôm nay đến hẹn rồi đấy. Đừng để bọn tao phải nói nhiều nghe chưa? Anh ấy đi vắng rồi, tôi không biết. Hôm nay đến hẹn rồi mà lại đi vắng à? Mà phải đi trốn à? Tôi không biết. Anh mày vay mà mày lại nói không biết. Được rồi, không biết cũng được. Đi theo tao là biết ngay. Đi. Ôi, này, tốt nhất là mày đừng có xía vào chuyện của tao, nghe chưa? Anh trai cô ấy vay tiền các người ấy, thì tìm anh ta mà đòi chứ. Tại sao mày muốn lôi cô ấy đi? Con bé này rất được nhiều việc, nghe chưa? Một là có thể làm được thế chấp, hai là làm con tin. Trông cũng có vẻ là xinh gái ngọt nước đấy nhỉ? Bán đi cũng được nhiều tiền. Không được, tôi không đồng ý. Con chó này bố mày có ý kiến mày chưa? Như nào? Dạ, thưa anh, em đã không đuổi kịp anh ta. To thế nhỉ? Thế mày là thằng nào? Tôi cũng là chủ lợi của tên Hải kia. Và bây giờ tôi là người đến trước, cho nên cô gái này tôi sẽ mang đi. Đây là vật thế chấp của tôi, thế nhá. Tôi đã bảo là anh có chuyện gì thì gọi điện cơ mà. Anh gọi tôi ra đây làm cái gì đấy? Nhưng bây giờ mọi chuyện nó không ổn rồi.
cái gì mà không ổn? Lộ hết rồi chứ gì nữa. Anh nói sao? Bại lộ rồi á? Thằng Toàn nó bỏ trốn được rồi, bây giờ nó còn kéo cả người quay lại để tìm anh, bắt anh đây này. Anh đúng một cái loại vô dụng, làm có tí chuyện thôi cũng không nên hồn. Khổ quá đấy, bây giờ em đứng đây em trách móc anh thì không giải quyết vấn đề gì cả. Anh mạo hiểm đến đây tìm em là để muốn mượn em một ít tiền. Anh bị điên à? Anh làm mọi chuyện rắc rối như này rồi lại còn dám cả gan đến đây mượn tiền tôi á? Khổ quá. Đây cái vấn đề của anh ý, là anh phải làm thế nào để mà cao chạy xa bay thật xa vào, không thể để chúng nó bắt anh được, đúng không? Chúng nó mà tóm được anh xong anh không trụ được, khai hết ra thì... Anh đang uy hiếp tôi à? Anh làm sao lại uy hiếp em được? Đây là anh đang muốn mượn em một ít tiền lộ phí để anh đi đường thôi, chẳng nhẽ không cho. Mà nói trắng ra nhá, em là thư ký thân cận của thằng Toàn, phải có em là người đưa cho anh thông tin thì anh mới có thể bắt cóc được nó mà, đúng không? Tính ra là em là người chủ mưu mà. Bây giờ thì chuyện nó cũng bại lộ rồi, gần như là anh thay em gánh hết rồi đấy. Chẳng nghĩa là em không cho anh ít tiền nào để đi đường à? Chẳng nghĩa là cho anh ra đi tay trắng? Nói đi nói lại vẫn là anh muốn đòi tiền tôi đúng không? Sẽ đòi tiền, anh đã nói rồi. Bây giờ là cái lúc mà mình đang gặp biến, thì em cho anh một ít tiền để anh đi đường, sau đấy tai qua nạn khỏi thì anh lại về anh giả tiền cho em. Bao nhiêu? 20 triệu. Em sao ấy? 20 triệu trả đủ tiền máy bay. 200 triệu á? Anh tưởng tôi bị ngu à? Thì xem như là em cho anh vay đi, xong khi nào mà mọi chuyện nó đi qua rồi, mọi thứ nó êm đềm trở lại thì anh lại quay lại trả tiền cho em. Anh nghĩ tôi là con ngu à? Được rồi. Nếu mà bây giờ em không cho anh vay thì để anh ra anh đầu thú, xem là ai là người bất lợi hơn. Dạ. Thôi ra là khai hết. Thôi được rồi, tôi đồng ý đưa tiền cho anh, nhưng mà bây giờ tôi không có đủ tiền ở đây. Ngày mai đúng một cái giờ này đi ra đây tôi đưa tiền cho. Đây, thế từ đầu có vẻ nhanh rồi. Thế được, anh té chung nhá. Nhưng mà này, nhớ ngày mai, giờ này, phút này, địa điểm này, nhớ chưa? Được. Nha, mai sẽ qua. Cô ngồi đi. Đây là nhà tôi. Mấy hôm nay cô cứ ở tạm đây đã nhá, cho tới khi nào tôi tìm được anh trai của cô. Vậy là bây giờ tôi đang là con tim của anh, cho đến khi anh tìm được anh trai tôi thì anh mới thả tôi đi à? Anh cười gì vậy? Tôi nói sai à? Thế cô đang nghĩ là tôi dẫn cô đi theo tôi thì tôi lại bắt cô làm con tin hả? Chẳng lẽ lại không đúng? Thế tôi bắt cô làm con tin để làm gì chứ? Hả? Nếu như mà anh trai của cô ấy quan tâm đến an nguy của cô thì ngày hôm nay anh ta đã không bỏ cô lại rồi bỏ chạy rồi. Anh nói đúng. Anh trai tôi không quan tâm đến sự sống chết của tôi. Tôi xin lỗi nhé. Tôi không cố ý nói ra như vậy đâu. Anh không phải xin lỗi, vì dù sao tôi cũng biết mà. Ngày hôm nay nhờ có cô là tôi mới trốn thoát được. Vậy nên tôi cảm ơn cô không hết đấy chứ. Đâu phải bắt cô làm con tin nữa. Với cả vừa nãy là bọn giang hồ hung hổ quá nên tôi mới phải nói như vậy thôi. Nhưng mà tôi đoán rằng anh trai cô nợ nần bên ngoài không ít đâu. Tôi cũng nghĩ vậy. Anh ấy ham mê cờ bạc nên chắc đã vay tiền rất nhiều. Nếu không thì anh ấy đã không phải bắt cóc anh rồi. Thời gian tới bọn cho vay nặng lãi chắc là sẽ đến nhà làm phiền cô nhiều đấy. Cho nên cô cứ ở tạm nhà tôi đi, và cô cứ thoải mái lên, coi như đây là nhà của mình nhá. Cảm ơn anh. Không có gì đâu, cô đã cứu tôi mà, là tôi phải cảm ơn cô mới đúng chứ. Tiếp tục tìm anh ta cho tôi, nhất định phải tìm được anh ta trên phía công an đấy. Dạ, thưa chủ tịch, em có chuyện muốn báo cáo ạ. Dubai, Singapore. À, đến rồi à? Tiền của anh đây à? Ôi, con này trả lại đi. Gì đây? Gì đây? Cô bán đứng rồi à? Anh Hải.
Anh tống tiền chủ tịch là anh sai rồi, là anh đang phạm pháp đấy. Tôi đã khuyên anh ra đầu thú nhưng mà anh không chịu. Chuyện đến nước này, đừng có trách tôi. Sao lại là tôi? Tôi là người đứng đằng sau mà. Toàn đi, Toàn đi, nghe tôi nói nhá. Tất cả là Bảo Linh đấy, cô ta đứng đằng sau, cô ta chỉ đạo tất cả cái này, tôi không biết cái gì cả. Lôi anh ta đi, cho anh ta một trận, rồi báo lên công an. Nhưng mà tôi không biết cái gì thật. Bảo Linh đứng đằng sau đây. Chủ tịch, anh đừng có mà tin lời Hải nói. Tôi và anh ta là người yêu cũ với nhau. Lúc mà anh ta đến tìm tôi để mượn tiền, tôi đã nghi ngờ rồi. Tôi biết là nếu như mà tôi nói ra chuyện này, anh ta sẽ ghi thù tôi. Nhưng mà thực sự là tôi không hề có lá gan làm chuyện đó. Được rồi, tôi đã hỏi bên luật sư rồi. Phải một thời gian nữa thì cô mới có thể thăm anh của cô. Anh ấy đã chọn sai con đường, nên phải trả giá cho những điều mà anh ấy đã làm. Mong là sau việc này anh ấy có thể rút ra bài học. Anh Toàn này, tôi vẫn chưa nói lời cảm ơn anh. Tôi thật sự rất cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Anh giúp tôi có việc làm, có chỗ ở. Anh đúng là ân nhân của tôi. Không có gì đâu, đừng nói chuyện nghe to tát như vậy. Thật ra những việc mà tôi giúp cô ấy đều là trong khả năng của tôi mà thôi. Mà thôi, giờ tôi phải đi rồi, cô làm việc tiếp đi nhá. Dạ vâng. Là Dương, sao con bé đã lại ở đây nhở? Liệu nó có biết chuyện giữa mình và anh trai của nó không nhở? Không được, mình phải tìm cách đuổi nó ra khỏi đây. Này, nghe nói ở công ty chúng ta ấy có em gái của tội phạm làm việc đấy. Mọi người nhớ phải cẩn thận đồ đạc vào đấy. Uầy, sợ thế quá. Sao cái loại người như vậy mà được tuyển vào công ty làm nhở? Tại vì ấy, chủ tịch của chúng ta là người tốt bụng, nên mới bị cái người mà nham hiểm lừa gạt lòng tốt của chủ tịch đấy thôi. Đúng rồi đấy, nếu mà là người con Hoàng tự trọng thì sẽ không làm như vậy rồi. Cuối cùng thì mình cũng trở về đây. Bọn họ nói đúng. Nếu như mình còn tự trọng thì không nên dựa dẫm vào anh Toàn. Có lẽ mình cần tìm một nơi thật xa để bắt đầu lại từ đầu. Sao chiếc bút này trông lạ thế nhỉ? Bút ghi âm. Cuối cùng thì anh Hải và chị Linh cũng đã đoàn tụ ở trong tù. Tôi không hiểu sao bọn họ có thể làm như vậy. Tất cả vì lòng tham lam mà ra mà thôi. Nếu như hai người họ không tham lam ấy thì mọi chuyện đâu thành ra như vậy chứ. Mà bây giờ cô sao rồi? Cô sống đã ổn hơn chưa? Bây giờ tôi đã xin được công việc ở một quán cà phê, cũng có bao ăn, bao ở. Tôi cũng tiết kiệm được một chút tiền. Tôi nghe nói là cô đang học đại học đúng không? Đúng vậy. Kể ra thì tôi với anh cũng có duyên đấy. Tôi học cùng trường với anh và cùng ngành với anh luôn. Thế tính ra cô là đàn em khó dưới của tôi à? Lúc mà tôi đi học ý, tôi thường xuyên nghe mọi người nói là anh rất hay nhận được học bổng. Tôi sẽ cố gắng để được giỏi như anh. Cái đấy là mọi người thổi phồng quá thôi, chứ tôi đâu giỏi giang như vậy đâu. À mà này, khi nào mà cô học xong ấy, có thể vào công ty của tôi để làm. Công ty của tôi có rất nhiều vị trí phù hợp với bằng đại học của cô đấy. Chuyện này... Cô vẫn để ý chuyện của anh cô à? Lần trước cô nghỉ việc ở công ty cũng là vì để ý những lời người ta nói đúng không? Thực ra thì họ nói cũng không sai mà. Nếu như bây giờ tôi vào đó làm việc thì chẳng khác nào tôi đang lợi dụng lòng tốt của anh. Tôi nghĩ là mình không nên làm như vậy. Cô nhìn tôi giống một kẻ chỉ biết ban phát lòng tốt vô tội vạ thôi đúng không? Anh không phải. Đúng rồi, tôi không phải là một kẻ ngốc. Một khi mà tôi đối xử tốt với ai đó ấy, thì chắc chắn là tôi biết họ thế nào và tôi có tình cảm đặc biệt gì với họ, cho nên tôi mới làm như thế. Và cô Dương này, dù anh trai cô có làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì tất cả những chuyện đó không liên quan tới cô và cô không hề có lỗi gì cả. Vậy nên đừng tự nhận lỗi về bản thân mình nữa. Lần trước ấy là cô giúp tôi trốn thoát, còn lần sau ấy thì cô lại giúp tôi tìm ra Linh
là chủ mưu đằng sau tất cả mọi chuyện. Nếu như không nhờ cô giúp tôi ấy, thì chẳng biết là bây giờ tôi có thể đứng ở đây và nói chuyện với cô được nữa hay không. Anh Toàn. Vậy nên từ nay về sau, cô hãy sống thật tốt, là chính bản thân mình, không vì gì phải hổ thẹn với ai cả. Và đừng quan tâm đến những lời mà người ta nói, biết không? Cô là một người tốt và cô xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn. Cho nên từ nay về sau ấy, đừng bao giờ quan tâm đến những lời người ta nói nữa. Cô hiểu không? Cảm ơn anh. Thôi được rồi, cô đừng buồn nữa nhá. Rồi ngày mai cuộc sống sẽ lại tươi đẹp thôi, không vì gì phải lo cả. Nếu như mà cô cần hỗ trợ gì, cứ nói với tôi sẽ giúp cô. Cảm ơn anh.